xin anh cho biết tại sao anh lại muốn hướng về thị trường thời trang trong nước thứ nhất tôi là người làm kinh doanh ở đâu có tiềm năng thì ở đó có đầu tư thứ hai tôi là người việt mong muốn được cống hiến cho nước nhà cũng là một nguyện vọng của tôi không thể để tất cả các công ty nước ngoài chiếm lĩnh hết thị trường của chúng ta được nhưng mà công ty của anh chỉ nhắm vào một số đối tượng nhất định thôi điều đó là chắc chắn rồi chúng tôi khẳng định vị thế của một hãng thời trang cao cấp thời trang dành cho những người có thu nhập cao những thành phần thành đạt trong xã hội vậy thì chẳng phải là một sự phân biệt đối xử sao anh <laughs> tôi đã nói rồi đó là phân cấp thị trường chứ không phải phân biệt đối xử chúng tôi đưa ra những mặt hàng đẳng cấp và sẽ có những công ty khác đưa ra những mặt hàng dành cho tầng lớp trung lưu và bình dân đó cũng là một tiêu chí phát triển theo tôi được biết thì vợ anh, á hậu thuộc dân, có ý định lớn sang lĩnh vực người mẫu. Vậy việc phát triển thị trường có phải nhằm lăn xe cho vợ anh hay không? Tôi có một nguyên tắc làm việc, không dựa vào sự quen biết. <laughs> Vậy là anh chưa đủ quan tâm, chưa đủ tình yêu dành cho vợ rồi. À, có vẻ cuộc nói chuyện của chúng ta đã lệch hướng. Tôi xin đề cập tới vấn đề hôn nhân của tôi vào một bài phỏng vấn khác. Tôi chỉ có thể khẳng định một điều tôi đang rất hạnh phúc. Và chưa bao giờ tôi được hạnh phúc như lúc này. <laughs> Cảm ơn anh. Anh nghe đây. Xin chào người đàn ông hạnh phúc. Tôi có dinh dự nói chuyện với người phụ nữ hạnh phúc nào đây? liệu có đúng như những gì anh nói không em muốn hỏi về chuyện gì từ xưa đến giờ chuyện gì anh cũng nói đúng hết chỉ có một điều là chưa đúng lắm là anh không biết dùng cách nào để diễn đạt <laughs> niềm hạnh phúc mà em đã mang đến cho anh em cũng không có cách nào để nói lên được nỗi nhớ mà em đang phải chịu đựng đây cả tuần rồi anh và em không gặp nhau anh muốn cắn em một cái quá <laughs> em đang ở sân bay rồi nè anh có về với em được không nếu như em hứa thưởng cho anh một thứ em đồng ý không

Anh vui lắm hả? Nhìn em như vậy, anh không vui sao được <cười> <cười> Anh thích tới mức độ đó sao? Tất nhiên rồi <cười> <cười> Anh á, đúng là bóc lột sức lao động của em Sao lại bóc lột? Còn gì nữa Giờ em khác như người giúp việc của anh đâu Từ cơm nước, lau dọn, ủi quần áo cho chồng <laughs> Ừ ha Nhưng còn có một điểm khác Là gì vậy anh? Là... Là người giúp việc không được ngủ với ông chủ <cười> à! <cười> định chạy hả <laughs> chết anh nè <laughs> anh ơi anh ơi anh ơi <laughs> anh nói khỏa thân ở nhà đợi em mà ơ ờ, linh hả <laughs> ừ chị lầm ừ không sao chị khỏe <laughs> chuyện gì khách khỏa thân đó lâu rồi có gì đáng nói đâu em ừ chị đang trong đợt nghỉ hai ngày sao nghiêm trọng vậy hả nhưng mà em ơi em nhờ người khác được không ừ chị cũng có chút chuyện gia đình <laughs> bây giờ mà chị bỏ đi thay em cũng khó lắm em không nhờ ai được hả vậy em báo với cấp trên đi <laughs> vậy hả thôi được rồi để chị thu xếp sao bây giờ hả alo <laughs> kỳ cục hết sức à giờ này mà chưa về nữa em có chuyện đột xuất lại phải đi lần sau em về anh nhớ đền em đó yêu anh một ngàn lần tôi nghe nhà hàng mây trắng nè Ở chỗ này đó Trời ơi có mấy cô người mẫu xinh đẹp chân dài lắm Qua liền nghe Không tôi không rảnh Giờ bên công ty có khách Tôi chết thông tin từ thư ký của anh rồi Anh quỷ tất cả các cuộc gặp trong ngày hôm nay mà Tôi có chút chuyện riêng Anh tới liền đi Ở đây vui lắm Trời ơi mấy em người mẫu vừa xinh đẹp vừa trắng trẻo nè Tới liền nghe Tôi đợi á Nhanh nha em mời anh một ly nha <laughs> anh em cũng mời anh một ly nha thôi đủ rồi anh say lắm rồi anh mà không uống với em á là không nể em đó nha đúng rồi anh á không được thiên vị đó nha nè tụi em có biết một câu không một ly là ta uống rượu hai ly là rượu uống rượu còn ba ly là rượu uống ta anh đang ở giai đoạn hai rồi thôi em tha cho anh á nhưng mà lần sau á anh nhớ dẫn bà xã đi nha sẽ có người đỡ rượu cho anh đó đa tạ đa tạ ừ. ờ nhưng mà sao hiếm khi nào á em thấy anh đi dự tiệc á mà có dẫn chị đi cùng hết vậy anh á anh giấu chị kỹ quá nha không dám không dám bà xã anh ngoài việc làm vợ còn là một công dân ưu tú của xã hội nữa Công dân gương mẫu mà làm gì hả anh? Em mà như chỉ hả? Em ở nhà phò tá chồng lâu rồi Đi với chồng Vừa vui, vừa nở mặt cho chồng Phải không anh? <cười> <cười> Sao anh lại cười? Anh trả lời em đi Đúng, đó cũng là một cách cũng vì lý do đó mà anh không chọn em anh chọn bà xã anh anh thích những người độc lập tự chủ bà xã của anh tuyệt vời vậy sao em không có tin nè nhà ai thì nấy về đi đừng có qua nhà người ta về đây với anh nè em ngồi đây với anh vô chúng ta vô đi dù sao cũng ngưỡng mộ ông cho dù không biết thật lòng ông có đang thoải mái hay không thôi uống đi 不，呃，呃。 đợi anh hoài không thấy anh về em không đợi được nữa rồi em đi đây em để thức ăn trong tủ lạnh anh hâm lại rồi ăn nhé em đi đây Wow, trời ơi toàn những món con thích không mẹ sao được ăn cơm với chính tay vợ nấu có thích không dạ thích lắm mẹ quá tuyệt vời <laughs> luôn ờ à, quên mất còn cái món gỏi uh, gỏi ngó sen nữa con mang ra đi con dạ <laughs> Con cũng ngồi ăn đi con Dạ ừ. Ngon quá Không kém gì mẹ <laughs> nấu hết Là phụ nữ Nấu cơm cho chồng ăn Cũng là một niềm vui Có phải vậy không con Dạ <laughs> à, Khoan ừ. đã Con đang mang thai Không được uống nước có ga đâu Ủa mẹ, uống chút xíu có sao đâu mẹ à, Con không được liều lĩnh Người lớn làm sao cũng được Nhưng đứa trẻ sắp ra đời ấy thì khác Mẹ có nấu nước mía lào cho con đó Qua rót uống đi con Nè Mẹ để giờ con ăn đi Từ chiều tới giờ giờ con đói rồi Để anh lấy cho Ăn đi con Hử? Dạ Nè Ăn đi, ngồi ăn đi con, ăn yeah. đi. Dạ. Hmm? Ăn đi em. Ừ. Hmm? Dạ. Yeah. anh làm gì được cho em đây anh chỉ cần yêu em thật nhiều là được rồi <cười> anh cười gì chưa khi nào anh yêu em như bây giờ <laughs> vì sao không vì sao hết nhìn em đứng bên bếp nấu ăn anh cảm thấy hạnh phúc kinh khủng luôn á <laughs> tới mức đó sao ừ. nhưng như vậy có gây sức ép cho em không Vậy em mệt lắm phải không? Có mệt, nhưng anh Du là được rồi ừ. Con ơi, khi nào con mới chịu ra đây? Màu màu ra với ba, để coi mẹ con tuyệt về cái nào nè <cười> <cười> Giang ơi Giang Giang ơi Giang Giang ơi Giang, 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 Giang mở cửa cho tôi đi Sáng sớm ai ám Mở cờ. cửa Giang à, à, à. Giang ơi Giang Mở cửa cho tôi đi Giang Ông biến đi Giang ơi Mở cửa cho tôi đi mà Giang ơi Tôi không có chuyện gì nói với ông hết Giang Ông biến đi Nói có một câu mà bỏ đi thiệt hả? Mà mình mong chờ gì ở hắn ta chứ Giữa mình và hắn ta Không có chuyện gì xảy ra hết Sẽ không có ai biết chuyện này Ngoại trừ mình chóng mặt Buồn nôn Thèm ăn Dạ dễ xanh sao dạ mình xanh đi nhiều <laughs> Giang <laughs> ơi Giang Em sao vậy Em có bị gì không Giang 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 ơi Em sao vậy Mở cửa cho anh hai đi Giang Mở cửa Giang em sao vậy đúng là con điên ở trong công ty á có một con điên về nhà có một con điên nữa đời mình sao xui dữ vậy toàn gặp người điên không à anh duy bình anh đứng lại đó cho tôi anh nói hay điên hả? Có chuyện gì lát về công ty nói Lại gây sự trước mới được chứ Là anh hay là em hả? Anh không biết kiếp trước của thù quán gì với em Mà cứ phải dính vô với nhau vậy Nè Cái gì mà thích chứ không? Anh tưởng em thích đi với anh lắm hả? Được kêu căng hợm hỉnh Mấy người làm cái gì đó à. Sao không làm anh hùng nữa đi À chào anh Em là Duy Bình Bên bản thiết kế Chào em Anh có coi bản thiết kế mà em đã gửi cho anh chưa? Anh coi qua rồi Về căn bản thì tương đối hài lòng Vậy thì tốt rồi Nhưng uh, riêng không gian bếp Em muốn hỏi thêm ý kiến của anh rồi mới thể hiện cụ thể. Thật sự thì anh cũng chưa nghĩ được gì nhiều đâu. Thông thường thì người ta sẽ đặt cái bếp dọc theo chỗ này. Chỗ này thì làm quầy ba. À. Để em đưa cho anh coi một mẫu thiết kế bếp theo lối hiện đại. Cầm giùm anh. Đây. Mình sẽ làm tất cả thành những vị trí cố định là thành một khối bao gồm cả khung đựng tủ lạnh không đựng lò nướng và lò vi sóng ừ cũng được anh còn chỗ nào cho dưới ừ còn chỗ này chỗ này hả thông thường thì uh, người ta sẽ đặt một chiếc tivi hoặc là trang trí thêm cây cối tôi không thích cái đó <laughs> em có ý kiến em không biết thì đừng có nói em thấy chỗ này mình nên xem một bể cá mỏng để nuôi những loại cá nhỏ Xây hẳn lên cao một nửa Vừa có thể tích tụ được ánh sáng cả hai bên Vừa là dắt ngăn lại dẫn quan sát được sang bên kia Về mặt phong thủy cũng rất là tốt ừ. Thật sao? Em nói cụ thể đi <laughs> Ừ, ok Dạ Cứ làm như vậy đi <laughs> Nè, anh sao vậy? Hay là anh khó chịu chuyện lúc nãy hả? Ừ. Thì em có ý kiến vậy thôi mà Tại em thấy không khí trầm lắng quá Bình thường á, anh rất ghét những người mà không biết gì lại hay bày đặt ý kiến quan điểm này nọ họ cứ nghĩ mình hay nhưng thật ra làm khó cho người khác rất nhiều khang đã anh nói bình thường nghĩa là bữa nay không bình thường đúng không em tiến bộ rất là nhanh cũng là người có tư duy đó trong cái đó cũng không hoàn toàn là bá đậu, <laughs> cái bá đậu thì có. <laughs> Quá ra không như bên ngoài. Nè, anh định nói, bề ngoài không đàn ông cũng không đàn bà đúng không? Còn anh thì có hơn vậy ai kia chứ? Ừ. Nè, sao anh không nói nữa? Nè, ơi! <laughs> <laughs> But I can't get near you now. À. Trời ơi. Đẹp quá. Không thể tin được dù đó là sự thật. Đẹp quá đẹp lòng lẫy, đẹp kiêu sa, đẹp rạng ngời mà không trôi lóa. Tí thương quá à. Mày ơi, sao mày đẹp quá vậy mày? Ơ, à, cưng. Dạ. Bạn chị đặt có chưa? Dạ, chị tên gì ạ? À? chị tên Mai. Dạ có rồi, mời chị theo em. Ừ. Đây nè chị. Ừ, cảm ơn dạ. Sao bụng bự quá vậy nè Nhìn ăn ba bữa rồi mà vẫn mập vậy Hóp bụng vô, hóp bụng vô Sao đẹp quá vậy ta Anh ơi, em ở đây nè. Anh ơi, em ở đây nè Ở đây nè Chào em Em chào anh Bàn tay em mềm mại quá Chắc chưa bao giờ làm việc nặng Em ngồi đi Dạ Dạ, anh biết sao không? tại vì á từ nhỏ em đã sống chung nhung lụa rồi hèn gì nhìn em là anh biết liền à em gọi đồ ăn chưa dạ chưa ừ, em không muốn ăn gì hết trơn á không được em phải ăn với phụ nữ sức khỏe rất quan trọng nhưng mà sự lãng mạn còn quan trọng hơn nữa em ơi <laughs> Dạ, anh chị cần gì ạ? Tắp nến. Dạ. Mấy bữa nay em có khỏe không? Dạ, cảm ơn anh, em khỏe. Ủa, em bị sao vậy? Lạnh hả? Xin phép anh cho em rót rượu. Ờ, à, rót rượu đi em. Anh mời em <laughs> Xin phép anh cho em lên món Lên giùm anh <cười> <cười> Em sao vậy? Dạ, sao. Em có sao không? Em có sao không? Có gì em giúp cho? Ừ. 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 Dạ, dạ, không sao Anh, anh, anh gọi đồ ăn đi nha em, em, em dạ, anh ơi. có cần giúp gì không à, à, em ừ, cảm dạ. ơn em 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 có điện thoại chút alo tôi nghe nè tôi à, á... à, à, anh anh ăn đi nha à, ờ. em 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 ờ. em em ra ngoài chút xíu nha em vậy hmm. thiệt á, xấu hổ quá đi à Giờ phải sao đây à, Em em chị, 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 Cho em tiền nè Cho em tiền nè Nhưng mà em giúp giùm chị một chuyện Ủa, nha Sao nha. chị lại đưa em tiền vậy vô đây, vô đây vô đây vô đây, vô đây từ từ chị nói vô đây cưng à, à. anh sắp phải đi rồi sao giờ này em vẫn chưa về anh à chắc em phải ở lại làm tăng ca quá có một cô bé tiếp viên mới bị ngất em phải làm thay em đã nói về kịp sao đột ngột thay đổi vậy em xin lỗi anh mà tại sự cố không mong muốn thôi không lẽ em không làm thì không ai làm được sao bữa nay toàn là, là quan khách hết không mấy khi có dịp mời được người ta đâu em có biết Cuộc gặp này quan trọng với anh Tới mức nào không Em Thôi được rồi Để khi khác nói <laughs> Xin chào các người đẹp Sao anh lại tới đây một mình vậy Anh Mạnh Khương khi nào mà không đi một mình phải không em nghĩ chúng này anh nên đi với ai không lẽ anh đi với bà xã sao thì có sao theo bồ thì sao ai cũng cần có khoảng trời riêng mà đúng không cảm ơn em cẩm hằng em á từ biết tại sao rồi anh á lừa được nhỏ cẩm hằng chứ không lừa được em không có một thằng chồng nào mà hạnh phúc á lại đi đến quán ba một mình vậy hết cổ đang ở hà nội mà anh muốn cũng đâu có đưa cổ đến được thôi đừng làm khó anh nữa chuyện riêng mà từ ngày anh cưới vợ tới giờ tụi em không có dịp được anh ngó ngàng tới á bữa nay anh sai mới về đó nha ừ. đúng rồi đó không có sai không về nha anh

thôi chết rồi anh anh đi đâu sớm quá vậy ừ. anh phải về anh ở lại với em một chút nữa đi không được anh phải về ở lại với em một chút nữa cũng không được sao chuyện đêm qua chỉ là do anh say rượu anh mong em đừng lộ ra ngoài cho người khác biết không phải là chuyện say rượu mà từ lâu em đã rất yêu anh không lẽ anh không biết sao anh có thể nói những lời tàn nhẫn đối với em anh xin lỗi nhưng với anh thì khác anh không yêu em ngoài tình cảm bạn bè đồng nghiệp ra thì không còn gì hết sau những chuyện vừa xảy ra anh cũng có thể nói là không có gì với em được sao chắc chắn là anh có tình cảm với em mà <laughs> anh đã xin lỗi em rồi Mặc dù cả anh và em thừa biết Một đêm như vậy Đối với em không có nghĩa gì hết Không kia kêu... anh à em mệt quá ráng đi em mình phải chụp hết hôm nay để còn giao ảnh cho ông ta ừ. 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 xong chưa anh còn một bộ nữa ráng đi em <laughs> duyên đã chút nữa. Quỳnh, quỳnh như quỳnh như quỳnh như có sao không quỳnh em, em? có sao không cứu em xuống đi quỳnh như, quỳnh như quỳnh như, quỳnh, như. quỳnh như quỳnh như trời ơi tỉnh lại đi em ơi quỳnh như tỉnh rồi hả em em thấy trong người sao rồi sau khi không tự nhiên cái động thai là sao vậy bác sĩ sao giờ này còn chưa tới nữa em ơi hay là chị gọi điện cho anh quy nhà em nha điện thoại của em đâu để chị gọi cho anh tới nha chứ chị nhìn em như vậy chị sợ quá à. Anh không có mở máy em mà Hay em còn số nào nữa không Thôi Chị đừng gọi nữa Nhưng mà Em nói chị đừng gọi nữa mà Sao chị nói nhiều vậy Bác sĩ qua liền bây giờ đó Nhưng bác sĩ nói là sao Tôi thấy lo lắm đó Mấy bác sĩ lại nghĩ Anh là chồng của siêu mẫu Quỳnh Như mới chết chứ Ừ, anh cứ mơ đi bây giờ anh Huy không có ở đây anh cứ nhận đại đi cho nó quay <laughs> hai người im đi sao nói nhiều vậy <cười> 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 anh à anh đi luôn hả anh à anh sao em em xin lỗi em không biết đoàn khách đó là quan trọng như vậy đoàn khách nào thì đoàn khách tối qua anh tiếp đó <laughs> bây giờ em quan tâm tới công việc của anh quá hả đã nói là em xin lỗi rồi mà anh à anh cười đi cười đi mà <cười> được chưa anh phải đi đây Phải kêu người nhà cổ vô mới được chứ Anh với em coi cổ sao được Thì tôi đã kêu anh Huy rồi Mà anh không có bắt máy nè Trời ơi giờ sao Bao giờ thì ông Huy nhà bạn mới tới Biết đâu ông ba đi Thái ba đi Mỹ Anh với em coi cổ cho tới khi nào Công việc anh đang ngập đầu đi nè Hai người cứ về đi Ủa em không có ngủ hả Hai người đi về đi Nhưng mà như Về đi Tôi muốn ở một mình Cảm ơn Sao hai người không chịu về Đừng có làm gì Sao còn ngồi đó nghe ba chửi Đi về Chị về nha Cô Quỳnh Như Thai Nhi yếu lắm Cô phải cẩn thận nha ừ. Tốt nhất là cô phải nằm viện vài hôm Để chúng tôi theo dõi à mà người nhà của cô đâu cô như tôi không có người nhà cô nói người nhà mua chút gì cho cô ăn trước khi uống thuốc nha dạ cảm ơn bác sĩ ăn trái cây đi em ăn trái cây đẹp da lắm đó nha nè mạnh khương đi đâu mà em qua đây nằm thang ngắn thở dài vậy đang giận em nè sao vậy hôm qua anh muốn em đi tiếp khách cùng em mất bay rồi anh giận em luôn ừ. chồng gì á còn biết giận là may mắn lắm rồi đó chồng của chị á hả không biết giận vợ là gì luôn <laughs> không ai như chị hết á thích chồng giận là sao ba nói giận mẹ là giận cái đời nên ba không thèm giận nữa nè lên lầu học bài cho mẹ lại lên dạ <cười> <cười> người gì đâu mà không vui không buồn không chán trường không bộc lộ cảm xúc nhạt nhẽo khủng khiếp luôn á chị này lúc thì chị đưa ảnh lên tận mây xanh rồi giữ lại dìm ảnh xuống đáy là sao mà nè Mấy bữa hôm trước á Em thấy chị quần là áo lượt son phấn ngất trời Tưởng đang hạnh phúc thăng qua chứ <laughs> thôi, thôi 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 Đừng có nhắc tới mấy chuyện đó nữa ừ, Đoàn tuyệt lâu rồi Thiệt á Bây giờ nghĩ lại còn mắc cỡ Đó có hai bằng chân luôn nè <laughs>